Gò Bồi Bên Kia Sông, tác giả Trần Hoài Thư. Buổi sáng vào đầu mùa hạ, chiếc cầu gỗ được toán công binh đại hàng dừng tạm trên dòng sông Gò Bồi đã bị đốt để quay phim. Không còn ai để ra bờ nhìn ngọn lửa đang từ từ thiêu dần những mảnh ván, những cột gỗ trên dòng sông xanh. Chỉ trừ đám dân quê đang ngồi trên hai chiếc xà lúc được thuê từ các vùng an ninh. Họ đội nón lá, mang áo quần rách rưới bên cạnh những nồi đóng, rế mây, thúng gạo. Chỉ trừ đám lính đại hàng, súng cầm tay, nhìn xuống cười rộn rã. Chỉ trừ tiếng la hét của người đạo diễn dưới một cây đa trùi lá. Máy phóng thanh cầm tay mãi mãi rít lên những âm thanh xa lạ, nhức nhối như ánh nắng chói chang trên dòng nước. Con sông đang khóc, những giọt lệ của người dân quê đang chảy. Chiếc cầu gỗ nối giữa hai vùng đất màu mỡ chợ huyện, chợ dinh, sáng chiều em buông gạo, anh đội nón lá hút thuốc rê, vác cuốc thăm đồng. Sáng chiều toàn là nhớ trong, trong nhớ. Và cả khu nhà gạch ngói đang loi ngoi thoi thóp trên bờ cũng phải khóc. Những ngôi nhà gạch tróc mái, vỡ vụn, những bức tường loang lổ da thịt còn ghi đậm những hàng chữ kháng chiến, chiến khu, còn xuôi dục đấu tranh giai cấp, còn hận thù, còn hoang hô, còn đả đảo và ngôi nhà thờ đạo chỉ còn lại cái tháp chuông và lòng sâu hun hút gió. Gò Bồi, Gò Bồi em vác cuốc thăm đồng, Gò Bồi anh vác mo cơm nếp. Gò Bồi được sống lại, đột nhiên trở mình vào cuốn phim ngoại quốc. Gò Bồi bắt đầu cháy từ chiếc cầu, từ mái nhà, từ chuồng heo. Gò Bồi bừng dậy trong tiếng lửa reo và hơi gió nóng trong đôi mắt hầu như thản nhiên của đám dân quê. Người lính đã trở về chốn cũ khi chiếc cầu ván đang âm ỉ cháy. Anh nhảy xuống xe, phủi bụi đỏ, chống cây súng vào bờ đá ong. Tiếng la truyền lệnh từ chiếc máy phóng thanh. Người chuyên viên đang sửa soạn thâu cảnh đoàn người tản cư được di tản từ vùng lửa đạn qua bên bờ an ninh bằng những chiếc xà lúc của đại hàng. Vài ba người lính ngoại quốc đang bơi đẩy xuồng ra xa. Người lính đã ngồi trên đá, nghĩ lại chuyến đi, cảm thấy ớn lạnh. Con đường đỏ, đầy hố, qua một vùng thê lương. Làng xóm ở hai bên đường đã trở thành tha ma hoang phế. Những bụi tre khuất những mái nhà tranh lâu đời không người và những kênh hồ đen thẫm. Đó là nơi ẩn giấu tốt đẹp cho những người du kích từ phía bên mật khu qua, hay những cuộc phục kích bất ngờ xảy đến trên lộ trình. Người lính đã di chuyển bộ sau đám lính súng cầm tay, mở đường đằng trước trong khi những toán nhỏ tiến sâu vào bên trong. Người lính đã trở về quê hương của hắn. 18 năm trước đây, ta đi học sách cà mèn, cơm móng thơm mùi gian khổ, dưới những trận bom của tàu bay Tây, trong ánh lửa bập bùng của ngọn đèn dầu hỏa. 18 năm trước đây, giấy bổi học trò, thầy dạy cho ta thế nào là cuộc đời cơ cực của những ngày kháng chiến. Anh cảm thấy run sợ, thế mà 18 năm đã bay qua như một làn mây khói. Anh đi vất vả, bước chân như nặng nề lê trên con đường đất đỏ, và con tim anh trở nên loạn xạ, thình thịch trong lòng ngực. Ở từng vuông đất, từng bờ bụi, từng góc mù u, góc đa rầm kia, anh đánh hơi được những kỷ niệm trong sáng của một thời ngây thơ. Buổi trưa, anh nằm dưới gốc cây mù u, nghe đàn sáo ríu rít trên cành và lũ chim tu hú vào mùa lúa chim, tu hú, như đem anh vào một giấc ngủ đầy mộng mơ, đầy thiên đường tuổi nhỏ. Anh vẫn thấy những trái mù u đỏ sậm, những trái mù u đã bị những con chim sâu cắn tróc vỏ, đầy dẫy trên bờ cỏ. Buổi chiều anh ra đứng trên cầu gỗ, nhìn dòng sông dưới ánh hoàng hôn. Con sông tối thẳm hai bên bờ và lấp lánh một màu bạc trắng ở khúc giữa. Đàn vịt đang lội trở về
và những con trâu mình đen bóng vẫn còn tắm nước. Đó là một hoàng hôn kỳ diệu, anh nghĩ vậy. Lần đầu tiên anh tự dưng xúc cảm. Trời đất như trở nên buồn bã. Màu sáng le lói ở khoảng trời cao như cố gượng một giây phút, cũng như con đường đất đỏ kia chạy thẳng băng về quần như điều hiu hơn trong màu nhá nhem. Anh vẫn đứng yên trong những cơn gió ru nhẹ nhàng gây gây lạnh da thịt anh. Tiếng đại bác của một đồn đại hàng bên kia sông bắt đầu nổ giòn về hướng núi Bà. Những vệt đạn lửa phụt bay trên không rồi phụt tắt. Chóp nhà thờ nổi bật thật đen trên nền trời xăm sẫm và còn gần một chút sáng đỏ dịu dàng. Chóp nhà thờ như một người cô độc hiện bên cạnh những cành cây khẳng khiu và sơ sát như một bức tranh tĩnh mặc. Anh bỗng nhiên thèm những tiếng chuông chiều ròn rã trên tháp. Nhưng không, tất cả chỉ là một nỗi hiu quạnh vô chừng, lòng trong một khung cảnh chiến cuộc kế cận, như ve vuốt từng mảnh không gian, như lẫn vẩn từng cõi không khí. Súng đại hàng mỗi một lúc lại bắn dữ dội. Đạn lửa lại tiếp tục hiện rồi tắt. Một toán lính đại hàng bắt đầu di chuyển bên bờ sông, hình bóng mờ nhạt, nặng nề. Dưới những gốc dừa trơ trụi là một dãy nhà ngói, nhà gạch đã bị chiến cuộc phá hủy. Những vách tường lở lói hiện những lớp gạch màu đỏ sẫm như da thịt bóc trần từng mảnh một. Những mái ngói bị tróc và những nền xi măng vỡ vụn từng đống gạch. Dãy nhà thảm thê nhìn xuống dòng sông chiều mà anh ngỡ rằng chúng đang khóc cùng sông, cùng nước, cùng đất trời. Những tàn tích của chiến tranh, binh lửa đang xảy ra trên quê hương anh. Anh đã đứng yên và lòng thì vô cùng xúc động. Một người lính nào đã đi qua cầu, ván rung lên từng nhịp, vì sắt thì rên xiết dưới những bước chân. Đàn vịt đã lên bờ, trâu đã lên bờ, chỉ còn lại một con sông sẫm tối chảy giữa hai bờ tre. Chóp nhà thờ bây giờ chỉ còn một chấm nhỏ, rất mơ hồ, bên chòm cây trùi lá. Những buổi Chúa Nhật, biết còn những con chiên đến quỳ gối đọc kinh, những người con gái ngoan đạo dịu dàng bước vào của thánh. Biết còn những hồi chuông gọi kẻ trở về, biết ai qua đây cúi đầu xuống để lắng nghe trong tâm hồn mình một hồi chuông dĩ vãng. Ở đây là đâu? Anh nhìn con đường đất đỏ, hiu quạnh, giữa một đồng khô cỏ cháy, bao la trước mặt anh. Anh cứ ngỡ, ở đó là những bụi xương rồng đã bám dày dặt từng hang đá. Những con kỳ nhông, rực lửa, tự do trên những ngôi mộ ngàn xưa của một thời hậu chiến. Con sông vẫn bình thản chảy, như thời gian đã trôi qua. Ở đây, thời gian sẽ dừng lại vĩnh cửu. Thời gian sẽ khóc cùng những mái ngói tróc lở kia, những tường vách trơ thịt, đỏ sầm kia, những lỗ đạn chi chích trên kia và ở dưới sâu lòng đất sẽ là những xác người nằm an giấc. Mỗi người qua đây sẽ soi mình xuống dòng nước, cũng như một dãy phố tiêu điều đã nhìn xuống đáy sông này, để nhận rõ thế nào là một sự bất hạnh của con người. Anh thấy mơ hồ, trên con đường xa tích mù khơi, một đoàn người khăn gói, tiều tùy, bồng bế nhau, lết thết, tránh nạn ra đi. Gò Bồi, ngày xưa, Gò Bồi mang đất phù sa vào từng ruộng đồng, từng vườn trái, từng ao nhà, từng nương bắp. Ở đây, có những người suốt đời làm thân viễn xứ, mà khi trở lại, đi trên những cái nền đổ điêu tàn mà ôm mặt khóc. Anh biết có một người đã trở về sau 18 năm. Ngày hắn ra đi, vào năm 14 tuổi, và hắn trở về thì đã 32. Ngày hắn ra đi, chân vẫn còn đi đất, đôi vai vẫn nặng trĩu những nỗi khốn khổ của ly loạn, của những ngày trốn dưới hầm, dưới biển, trong những lần tay đổ bộ, tay trên trời nhảy dù. Bây giờ anh đã trở lại, vào mùa hè, mà đám cu đất ngơ ngác tìm ăn. Một nỗi xúc động vô biên đến trong hồn anh, khi anh thấy cái bóng mờ nhạt của ngôi nhà thờ
khuất sau những chòm hoa phượng đỏ và những cành lá sum suê. Anh thấy rõ một phần nóc nhà thờ màu đỏ và chiếc thập tự giá điều hiu trên nền trời chiều. Ở đó có vẻ gì âm u và thê thiết. Ở đó làm sao anh đến được? Chắc gì cách con đường đất đỏ mà anh đã qua không một bóng người du kích. Anh bước qua mỗi bước như dẫm trên bao nỗi sợ hãi lo âu. Từ khi ra khỏi bóp gác của đại hàng, qua những hàng dây kẽm gai, những ù cát, anh đã nhận rõ những cành phượng vĩ khô, gầy guộc như những nanh vuốt của một con quái vật. Súng đã bắt đầu lên đạn, mở khóa an toàn, chĩa về hai bên đường. Đây là một ngôi nhà gạch, đổ nát giữa một vườn rậm, sum suê màu xanh bát ngát. Đến khúc nữa là một hồ sen với những búp sen hồng mịn ẩn hiện dưới đám lá. Và đến một khúc nữa là những cây đa to lớn tỏa bóng rợp cả một vùng. Nó nhắc lại trong lòng anh một quãng ấu thời. Nó làm anh thèm và tiếc. Nó đang trình bày trước mắt anh như một tiếc núi đẫm đầy nước mắt. Con đường vẫn trải dài, như thể luồn vào dưới một khu rừng hoang đường. Đường càng xa, càng trở nên xanh thẳm, mà bước chân anh cũng vẫn chưa quấn quýt bối rối. Những con mắt vô hình như lưỡi dao sắc, lạnh băng, sẵn sàng nuốt da thịt. Anh đến một chiếc cầu mới sửa chữa. Những móng nền còn đúc, những tấm ván còn bắt lên, lỡ dở. Một công trình mây khói. Anh nghĩ, tại sao mỗi buổi sáng, buổi chiều, con đường vẫn phải được mở đường, vẫn phải được những người lính dò mìn, và ở từng khoảng, những nỗi bất trắc, hiểm nguy sẵn sàng xảy ra. Ôi, mấy chục triệu cho một công trình mây khói. Bước đi mỗi bước, lòng anh như chùng xuống, như một đám mây chì xám, nặng nề trên một bầu trời sắp mưa. Những chùm hoa phượng đỏ rợp trên nóc ngôi nhà thờ đã làm anh buồn đến rơi nước mắt. Từ con đường này đến đó chỉ cách một cánh đồng, thế mà chẳng khác một con sông ngăn cách. Ở đó là sự chết. Dưới bầu trời sáng mai, tuy trời rất trong và gió hay hay thổi, mồ hôi anh đã bắt đầu thấm trên áo. Anh theo đám người đi trước, tiến xa cách đường một khoảng và tiếp tục từng đợt vào chiếm từng ngôi ấp nhỏ. Lũ cu đã bay tung lên, bất ngờ, đôi cánh đập hối hả. Đám người đàn bà con gái đã lom khom dưới đồng, chẳng buồn ngước mắt nhìn đám lính đang vượt qua cánh đồng. Bước chân anh bắt đầu mỏi và như sắp sửa lê trên ruộng đất khô nẻ. Nhưng anh vẫn đi, như ngủ, như để cái thân thể của mình trong cõi đất trời. Anh bỗng liên tưởng đến cái chết của một người bạn. Hắn bị phục kích trên con đường hắn mở mỗi ngày, vào một buổi sáng dưới chân đồi Nora. Hình ảnh một người bạn nằm sắp ngửa giữa bờ suối cạn, thân thể thì đầy vết đạn. Nó gợi vào lòng anh một nỗi sợ hãi không đâu, một nỗi sợ hãi đến lạnh mình. Và ấp cuối cùng, bọn anh đã dàn hàng ngang, la hét rền trời, chạy tông cửa, tông nhà vào. Chiến tranh là vậy. Ở đây, chiến tranh xảy ra mệt mỏi và buồn nản. Con đường đã chia ra hai miền. Háo Lễ, Nho Lâm, Tân Dân, An Cửu và cái dãy núi Bà u ám, trọc lóc như vùng đất nghèo nàn, nứt nẻ mà anh đã qua, có khi nào anh trở lại. Ngôi chùa Háo Lễ Đông, xóm đạo nhà thờ Tây, những cây hồ sen cá trắng phơi mình trên mặt nước, những chòm hoa phượng thắm dài ngất ngây dưới nắng kia sẽ là những kỷ niệm đầy nước mắt. Hết rồi buổi mai, hết rồi buổi chiều, ra đi tấm áo vải rách bạc màu trên thân thằng bé dưới một trời lửa đỏ và đạn reo. Bây giờ ta trở lại, súng đạn ầm ầm, ta chạy như bay, ta cúi xuống uống hừng hực bi đông nước, ta hét ta la. Nơi anh dừng chân có những cơn gió nam cuốn lốc mang theo hơi lửa của mùa hạ. Anh như một kẻ điên khùng cởi áo luồn ra sau nhà, ngồi dựa vào ụ rơm vàng giữa đám tre đang kêu lên kiểu kịch.
con trâu mẹ mới sinh con ở trong chuồng, đôi mắt lồng lên sòng sọc và đôi sừng sẵn sàng bắn về những người chung quanh. Đây là một xóm quê muộn phiền, một xóm quê địa đầu của một phạm vi xanh trên bản đồ hành chánh quận ở đây, đều lộ một vẻ thẫn thờ, không sắc, mệt mỏi, rã rời. Ngay đến đứa bé đang đứng co ro, mũi chảy lòng thầm như hai con đĩa, cũng gây cho anh một nỗi khốn khổ, buồn chán. Anh tìm vào một ngôi nhà ven con đường mới đắp, ngôi nhà của một mẹ con tản cư. Buổi trưa, nhà kín gió, nắng chói lòa ngoài khung cửa. Đám ruồi vo ve trên sân đất thịt. Hai bàn thờ phủ nhiễu đỏ, bất động trong góc tối. Chiếc giường tre cũ kỹ bên vách tường. Đằng sau nhà, bà già đang làm những tấm tranh. Bàn tay bà thành thạo đang lên, đang xuống, kẹp những cuộn rơm một cách gọn gàng. Lưng bà còm cõi, như đã chịu đựng bao nỗi đau khổ trên mình. Anh ngồi bên cạnh, hỏi thăm. Nhưng anh biết, anh hỏi cũng vô ích. Vì cuộc đời quá khứ và hiện tại của mỗi người dân quê là những tháng ngày với bom, với đạn, với nhà cháy, với tản cư, với chết chóc. Sự cùng khổ của dân quê ở đâu cũng vậy, có khác gì đâu. Bà già, sau cùng anh mới biết là người trong xóm cũ. Dựa vào vách đất, anh nghe bà kể lại những gì sau 18 năm anh ra đi. Những giọt lệ già long lanh trên đôi mắt lem nhem, mái tóc bạc phất phơ và cái dáng còm cõi vẫn âm thầm trong khoảng không gian tối sáng. Anh nhớ đến bài thơ của Tố Hữu. Lão ngồi bên cửa sổ trong nắng nhạt chiều hôm. Mất hết, cháy hết, phá hết. Bữa trưa bốn chiếc phản lực bay làm hai phía. Bà nhìn anh, hỏi chừng nào có hòa bình. Anh đã cúi đầu, không trả lời. Và anh đã đi kiểm soát một vòng toán quân của mình chung quanh ấp. Khi anh bước vào nhà thứ nhất, lính bảo con nhỏ đó, chồng chết. Khi anh bước vào ngôi nhà thứ hai, lính nói con mẹ đó, chồng chết. Khi anh bước vô nhà thứ ba, cha thằng bé đó đã chết. Anh dụi mắt, thẫn thờ nhìn ra cánh đồng nứt nẻ đằng sau, dài dặc đến những xóm tan hoang, che chở bằng những bụi rậm, những kênh rạch. Anh nhận rõ những cánh hoa phượng ẩn hiện trên nóc giáo đường, những nhánh hoa phượng thật lẻ loi dưới một màu xanh bát ngát. Ngay ở bên cạnh ngôi nhà anh dùng làm nơi đóng quân, phía bên kia con đường mới làm này, người ta đã thấy rõ sự bất lực của ông quận trưởng. Ngôi nhà mái tôn, ba căn phòng đó đã bị những vết đạn loang lổ chi chít, và vách tường thì viết đầy khẩu hiệu hoan hô đã đảo. Hoan hô chiến thắng anh dũng của chiến sĩ thám kích ngày 19 tháng 6. Được xóa bằng chữ hoan hô chiến thắng anh dũng của các chiến sĩ giải phóng quân. Hay đã đảo Mỹ Ngụy. Nắng đã lên gắt và con đường cứ mỗi lúc bị những lớp bụi đỏ cuốn xoáy mịt mùng theo những cơn gió nam cuồng bạo. Anh thấy những mái tôn nhức nhối, rợn sóng. Vào một ngày nào đó, toán áo đen từ mật khu cách con đường không bao xa đã bắn B-40 vào trường để cảnh cáo toán nghĩa quân trong ấp. Và kể từ đó, toán nghĩa quân bắt đầu rút lên trên những ấp an ninh, để lại những ông thanh niên chiến đấu già nua, ốm yếu với súng trường hay cạc pin chiến đấu một mình. Yên lắm, ở đây yên 100%. Ông quận đã chỉ gầy lên bản đồ, những ấp ven con đường đều được bình định. Có ấp trưởng, có nhân dân tự vệ. Bởi thế, quận tôi cần một con đường để nâng cao kinh tế, để làm vòng đai quân sự, để thu hoạch khả quan những vựa lúa phì nhiêu. Quận chúng tôi bảo đảm với quý vị, nhưng ông chưa bao giờ dám lái xe một mình đi trên con đường ông kêu gọi phát triển, nếu không có đám hộ tống hùng hậu và nếu không có chiếc trực thăng của Mỹ. Con đường được làm ra, được dành cho một ngân quỹ hùng hậu mấy chục triệu do một đơn vị công binh đảm trách. Ban đầu, vì tiểu đoàn trưởng đơn vị công binh tin tưởng thực sự, cách ông yên chí, ông quận trưởng nói, dọc theo con đường, lính chúng tôi nằm dài để bảo vệ cho các ông làm,
yên chí. Chừng một tuần lễ sau, những phát đạn cắt bùm từ các bờ bụi vô danh, những trái lựu đạn gài trên đường, dưới cống trong đêm đã làm cho ông tiểu đoàn trưởng giật mình thót bụng. Và kết quả, nửa tháng sau, một đoàn xe bị phục kích trên đường trở về. Ông tiểu đoàn trưởng giận run, hồng hộc vào quần, kéo ông sĩ quan ban ba chi khu. Anh bảo có lính nằm đường, lính nhiều lắm, mấy trung đội nghĩa quân, địa phương quân, anh bảo đảm với tôi như thế hả? Anh theo tôi, tìm xem có mấy tên nghĩa quân nằm đường. Chiếc xe jeep vọt đi, ông sĩ quan ban ba run rẩy vào từng ấp, gọi loa, la làng. Cuối cùng, vài tên nghĩa quân mang dép Nhật co ro trình diện. Đủ mẹ tụi mày, ông đánh bỏ mẹ, ông phạt. Những tên nghĩa quân mặt mày tái mét, nói: chỉ có mấy đứa em, thế cả mấy trung đội chỉ còn mấy móng này thôi à? Dạ, ông tiểu đoàn trưởng cười gằn. Anh không biết nghĩa quân ma sao? Thật nhiều lắm, nhưng ma, ma hết. Anh về Quy Nhơn xem, chú tiệm vàng, chú tiệm đồng hồ, chú tiệm radio, mấy tên đi xe thồ, anh tưởng vào nghĩa quân dễ lắm sao? 50.000. Ông đại úy ban ba chi khu vang lầy: xin thiếu tá thương tôi từ miền Nam bị đày ra đây. Cho tôi được bình an hai chữ với vợ con. Tôi lạy thiếu tá. Ông tiểu đoàn trưởng la lên: chẳng thà anh nói thế, chứ đừng gạt chúng tôi. Các con tôi chết cũng vì anh. Đời nào anh đi cho biết tình hình, anh chỉ nghe báo cáo. Sau đó ông tiểu đoàn trưởng xin bộ tư lệnh tăng phái một đơn vị thám kích để mở đường, nằm đường cho các toán công binh làm đường. Ông đã lắc đầu chán ngán, trước sau con đường này cũng bị phá, trước sau những chiếc cầu đúc xi măng này cũng bị sập vì mìn, và trước sau mấy chục triệu cũng trở thành mây khói. Ông biết vậy, ông đại đội trưởng đại đội công binh cũng biết vậy. Họ biết như anh biết, nhưng họ vẫn làm, vì con đường đó đã có ngân quỹ quốc gia đài thọ. Lòng anh bỗng nhiên sôi sục, anh ước ao mình trở nên một người đầy đủ quyền hành. Nhưng bao giờ được? Người ta đang đóng một cuốn phim trên quê hương anh, cuốn phim về một con đường hư khói, cuốn phim về nỗi thống khổ của đồng bào anh, về chiếc cầu gỗ được đốt rụi để anh thấy lại những giọt nước mắt của lòng mình. Con sông Gò Bồi vẫn yên chảy, anh bỏ súng xuống, nhìn con đường mà anh bảo vệ hàng ngày, mà nghĩ đến một buổi mai nào đó, anh có thể trở về bình yên nơi chốn cũ bằng một chuyến xe lam để thăm lại ngôi giáo đường có cần anten cao vút, có những nhánh sứ khô tróc vỏ nổi lên trên nền trời mây trắng. Không biết anh có về được không?